Audio Jungle. Mình cắt ở trên thì nó còn nứt ra nhiều hơn nữa, không có gì phải tiếc. Bây giờ cơ bản cành của mình nó rợp quá này, đáng lẽ là phải xử lý từ cái lúc mới à. Giờ thì xử lý nó cũng hơi muộn đó. Cắt không kịp luôn. Đến đây là coi như nó nằm bông rồi cắt được nhất bây giờ. Cái này bình thường. Giờ còn ra chán. Trước kia tôi gần nằm bông rồi cắt đi mới tiếc. Ồ đúng rồi. Coi là của tôi cũng phải cắt nhiều. Mình cắt rồi nó đầu cành này mà nó thực ra không cắt thì nó thành ra ngoại. Nó lại thành dần dần lên nó thành ra gọi là ngoại. Bơ cành não thành ngoại. Nếu không bấm cái đầu cành để nó khỏe ra. Có mình cắt là nó mới thông thoáng ra được cành mới mập mạp đây, chú để nó rợp á. Cành nó sẽ bị tông hết, nó mất dinh dưỡng tại vì quá ư là nhiều cành, không cần thiết. Số lượng cành cũng phải chẳng hạn như của anh Giao, mình không cần để nhiều, để tương đối thôi. Nhưng mà trái thì chịu không nổi rồi, cây hai tạ là có rồi. Nên không cần thiết phải để nhiều lắm đâu. Đấy, ông Dũng thấy chưa? Cắt như vậy, cứ cắt thì tiếc, cứ cái cành to để làm gì? Bơ làm nhanh không rồi. À đi ông mẹ. Cắt cho nó thông thoáng ra. Bởi vì em còn dày đấy, em lần này em mới lại cắt lại đấy. Vậy hạn dày đấy. Nhưng mà thế này chỉ ra hai lần đoạt cái là đã thiết rộng rồi. Hai lần đoạt là rộng lại rồi. Ở đây thì cái cắt thoải mái cái này cho nó phát ngang được vì là đất nó rộng rồi. Chứ kia nó chen vào cho nên là nó rác rán với nhau rồi. Đấy, hết tiếc chưa? Đấy. không cắt cứ thấy đấy, cái kia thì cũng cắt đầu này. Đi rồi không dám cắt không? Không dám cắt, thấy cành to đẹp sao dám cắt, để nó nhiều thì nó đâu có tác dụng gì đâu mà nó nhiều nó rợp nó lại mất cái năng suất của mình đi. Còn mình cắt đây á, mình cắt đây nó sẽ nứt ra nữa chứ không phải là như thế này. Của con dao giờ nứt đầy gì đó rồi, khi vô mình xử lý xong là nó nứt lại không, để nó chết hết này chứ được gì đâu. Mình không cắt là nó tự khô tự chết. Đấy, nó tự khô thì chết nhiều trong thân. Nên mình sẽ để ra cái lượng cành nó vừa phải và tương đối là cành nó lúc nào cũng mập mạp và chắc. Được, nói chung cứ cắt cái cành nhỏ như vậy là làm vậy là biết rồi. Rồi nó sẽ không có đầu gạch đây là cái này là phải cắt lên đây đấy anh nhá. Rồi. Cái kia cũng phải cắt tới cái cành này này. Bỏ cái cơ bản là những cái cành nhỏ. Cắt nó thành ra ngoạn rồi. Tôi sẽ cắt những cái cành này. Cái đấy là tái định cho sát xuống xíu nhưng mà tiếc thôi, chỉ cái đấy là cái phải cắt dưới đấy. Thì để cành trên đấy nó phải cắt lên đấy đấy đi không vậy đấy, để cành trên nó rập xuống dưới nó phát là nó che dưới như vậy thì lúc ra trái là nó sai là nó vẫn cứ thấy thôi vẫn cắt cái đầu cành kìa mà xử lý thì thuốc dưới cũng dễ. Thứ nhất là nó thoáng, bây giờ thì thuốc cũng dễ hơn. À đấy đấy chưa cành rồi của mình để rậm rạp quá. Vậy bây giờ có việc mà làm ra vườn cứ lẩm bẩm đeo ngoài cả này, cứ thấy tốt là đấy kiểu cái cây này là nó cắt rạp thật thưa rồi mà cứ mỗi cái đoạt thì ra một quả đã là hai tạ rồi. Mỗi cái đoạt thì chỉ cần giữ được một quả thôi, đoạt đó là một hoa một chùm hoa là nó đã phải 200 cái đoạt làm sao hết được. Cái này nó phải cắt cái tận dưới để nó hai ba cành to thôi kìa. Không để nếu mình cứ để thế này chắc vài năm có khi nó rào tán nhỏ. Không, nó ngoài cao lên. Cao nó rào tán nhau luôn. Cái cắt này thì nhanh rào tán nhưng nó xòe đẹp. Nhưng mà cái đầu cái bút trên này là chắc cũng phải hãm ngoạn là phải bấm đi.
cho cao lên một tầm nào đó thôi. Hôm nay không bấm rồi. Không, chú có bấm chừng nào đi chăng nữa rồi nó cũng sẽ tự lên lại. Rồi nó thích thì nó lại lúc nào mình cảm thấy nó hái con đấy thì nó lại nuôi cái ngọn lên thì nó lại rập bu mấy cái. Mấy cành như này nè, hồi mình làm xử lý muộn quá mình không có tiếc, đừng có tiếc, mình cắt giờ mình cắt ngay cắt hết luôn. Rồi nó cũng sẽ tự nứt ra thành cây tơ lại. Một năm sau là có trái lại. Sau này ví dụ như cái vườn mình lớn quá rồi á, già cỗi rồi và giáp tán hết thì mình bắt đầu không chế lại. Nhưng giống mà như mình phải khó ví dụ như của chú Giao là mai mốt mà có làm thì phải thu trái xong mới làm gì? Thu trái xong mình giờ cũng đã làm, giờ phải làm sơ đi. Giờ cũng phải làm sơ, sơ một như thế nào nó vượt lõn lên mạnh quá thì làm đi. Hôm nào đuôi hết đi giữa rồi đấy làm phải cắt đi một tí. Vậy là có việc làm rồi. Biết rồi, làm như thế này là biết rồi. Không cần tiếc, không tiếc. Không tiếc, không tiếc. Tiếc đó là không tiếc. Cái thấy tốt là thích rồi. Mẹ cái tốt rộng rồi. Hôm giao hồi cái năm, hồi đầu tháng thì cháu vô làm mình vườn ảnh là bù xích nó chết mà đám ảnh thì tùm. Cành không biết chọn cành nào luôn, tại vì nó cứ nó lên thẳng không á. Mình không biết chọn cành như thế nào. Rồi sau khi ảnh xử lý sơ qua một giai đoạn, bây giờ là vườn ảnh là tương đối ổn định. Bây giờ ha, vàng cây vàng lá ra rất là đẹp. Giờ mà ra vườn của ông Giao thì không muốn về. Giờ trên đấy người ta cắt sạch sẽ lắm, đẹp lắm, cắt như là kể cả cái bé cắt. Cắt để cho nó xòe đều tán nó đẹp đấy. Cắt thưa đó này, còn từ nay cuối năm nó còn ra 3 lần đọt nữa. Ra 3 lần đọt nữa, ăn nhiều vô kể. Mình không có gì phải suy nghĩ. Nóng nè. Chưa? Nghe thoáng cái này. Chết thì tớ mà nặng này tớ neo làm sao? Bác thang đứng đây. Lấy cưa mình xử lý luôn. Lấy cưa dài mình ca cái cây dài vô. Ca cán dài và thông đứng như thế. Của ông Hữu này là phải nói là cái chút đấy là của tôi năm ngoái thì tiểu tương nhiều rồi. Nhưng mà nếu đúng cành như cành như đây cũng phải chứ nhỉ, cành ngay chỗ này cũng phải cắt nhỉ, cắt chưa cắt tới cái cành đấy có được cái gì đâu, nó chui bên trong không được cái gì cả. Chả có cái gì hết mà cành đấy không ấy thì sang năm nó chết. Ăn phí thằng này là ăn ăn hết chất. Mình cắt cái này ít bữa nó nứt ra rất là nhiều và cháu dặn là những cái vết cắt này sau này sẽ nứt chồi lên, mình sẽ lạch bỏ đi. Mình không có để chi hết. Đấy, cái mức độ như thế mà cứ mỗi cành như cỡ chục ký đúng không ạ? Nếu mà đậu. Không, nếu mà năm nay mà cắt được sớm như này thì khả năng không phun thuốc nó cũng đậu hơn. Nó khoáng nó mới đậu được. Ủa anh Giao đó, cái cây dày quá đó. Cháu cắt năm vừa rồi đó. Cháu để có vài cành à, anh kêu dài sao ra trái, mà cây đó cá tạ. Cây đó khủng khiếp luôn mà. Mình cứ nghĩ là nhiều cành nó phải nhiều trái, đâu có biết được đâu. Nó nhiều cành mà không có trái nào mới đậu. Đấy, giờ nó nhiều cành nó không có trái mới đậu. Đấy. Ngoạn cắt. Trời luôn. Đấy, vậy của tôi rồi cháu ạ. Ngoạn này ăn tôi gì, năm ngoái em lúc bắt đầu vào mùa ra bông ấy là nó đang đốt đầu đùn lũ đầy rồi mà cắt cứ cái kia không ăn thua gì. Cắt như là khoảng một gần 2 mét cái ngoạn này. Mà rớt xuống dưới nó rậm tiếc. Cái này cái ngoạn này nó ra mà nó đang ôm lũ hết rồi phải cắt. Vì trước em để nó cao mà. Nó cắt tiện hết xuống dưới. À đéo mẹ. Vậy này thì xịt thuốc thì men này đơn giản dễ. Đấy thì xịt thì còn đâu bao nhiêu thuốc nữa đâu. Cái này thì đỡ. Tụi trà rộng to như cây kia ngã xịt thì mình ngã luôn. Không nhưng mà đây là đầu mùa là cắt như này, nếu mà lúc mà xử lý cho nó ra hoa mà mình cắt là không cắt để thoáng quá như này. Vì đây nó còn ra mấy lần đoạt nữa cho nên là nay giờ phải cắt thoáng thì nào nó mới vừa. Nào vẫn dày đấy, như vậy là nào nó không kẻ đi vẫn dày đấy. Vậy hả? Không thì bớt nó vẫn dày mà. Của anh Giao đó, trái bây giờ cỡ đó mà giờ đã rợp lại rồi đó. Thì đi cắt cái chạc đi ông ơi. Không tiếc, không tiếc. Chơi luôn. Ít bữa nữa là nó lại.
Tí chú ra ngồi chú ngắm là đẹp rồi. Cắt đi nữa rồi chứ phải. Cắt đi nữa. Cái này ông nào nuôi dê mà lấy về cho nó ăn kìa. À thằng này mà kêu mà dê nó đến thì dê về nó nắm mồi rồi. Dê đến nó không nắm. Mưa xuống nó đâu có nhiều mồi. Cái này mình để ở vườn đâu có việc gì nhỉ. Gắn gốc là nó thoáng gốc chứ. Này nhanh mục lắm. Mà hết kéo rồi. Còn mình muốn sạch sẽ thì mình gom chỗ nào đó mình đốt đi. Vậy càng tốt. Ngày này là mấy năm cây. Đúng là không biết mà nhìn thấy thì đúng là tiếc nhỉ. Cắt hết cái này là tiếc không? Không nhưng mà ông chủ mà làm thì dứt khoát không thể bằng này. Không bạo tay được. Không bạo tay được. Giao cho anh giao, anh cắt mà anh cắt chứ còn. Rồi anh cắt cái đám anh còn nguyên mà. Tiếc. Anh tiếc. Không cái lúc nó ấy rồi, bây giờ tôi cắt khoáng lắm. Cái lúc nó còn có hoa rồi mà mình cắt. Đúng rồi, cái giai đoạn đó mình cắt. Nó hết cỡ, nó thoáng như này thì nó mất mùa. Bây giờ cái này là đầu mùa. Đúng rồi, đầu mùa thì mình cắt thì thoải mái. Bây giờ cái này nó ra hai lần đoạt là kín mít giờ. Mà nó khỏe, nó ra một lần đoạt dài lắm. Nó khỏe cây mà. Đúng rồi. Ít cành. Nhà chú Giao nó cái hồi mới trồng nó ra đọt nó có bị sâu nó chích không? Quá thì hay phun lắm. Cái đợt bây giờ không nghĩ đến nên gần tôi như tôi có một năm như vậy cuối cùng nó, tất cả các đầu cành nó chích coi như là bây hết. Bây giờ cô em nó cũng coi như bị hết đầu cành nó đặt ra hoa. À. Hoa chơi sâu chích hết. Cái đấy đúng là cắt lên chỗ đầu gối mới đúng. Đầu gối mới đúng mà. Thì nó phải thấp hơn cái ngọn kia là đúng. Nếu mà cắt lên trên thì cao bằng cái ngọn chính. Cái đề mà nó dễ làm, cắt cảnh với cái mảnh. Rồi. Đẹp rồi đó. Nè, kì. Điều hạ đi gì. Mấy cái xưa đó thôi. Ừ. Sâu hết. Đó. Cơ bản rồi đó. Còn cây này nữa. Cho ra cho hai cơ đọt nữa là cây mình sẽ tùm lại. Ừ. Cây này đúng không có một quả nào. Ừ. Để xài không được một quả. Bông một quả. Kinh khủng luôn. Cây này cũng vậy này. Còn nó là bông rồi đó. Đây dạ lên cái tiêu quan thì cắt thì dạ cái nắm cây dạ có 5 quả mình cắt thì cả lắm. Nó cứ lấn lá rậm quá. Cắt đi xong tiếc thật. Nó ít quá nó cũng chẳng có gì. Không. Nhưng mà cây đào thì nó chỉ có vài quả một nhưng mà cũng cây được mấy chục quả. Nếu mà mấy cành này cảm thấy nó ra quá thì mình cho nó ra lại những cành này. Nó ra quá mức á. Mình sẽ chắc mấy cành này sẽ tự ra lại. Còn những cành mà vượt lên này mình cắt đó. Giờ cái mùa này không có trái thì mình xử lý đi. Không là thiết phải để. Đây nó ra hai cơ đọt nữa là cây của mình sẽ tùm lại. Khi những cây mình cắt ra được mình bón NPK cho nó luôn cũng được. Để cho nó cắt này thì phải kiểu gì kiểu phải bón phân này. Thì không bón phân nó không ôm được quá đấy. Bây giờ thì kiệt sức quá thì bắt đầu là gì nó tự nó ra mạnh. Thì nó ra hoa đã kiệt sức quá nhiều rồi. Nó ra hoa nó ôm nhiều hoa quá nó kiệt sức sao nữa. Chắc là giờ mình phải bón phân cho nó. Nó cắt xong xuôi rồi mình xử lý cho nó được nắm. Xong rồi những cành này nó với được nó cắt luôn cái đoạn trên ngoài trên nó giả trường ra nó chứ không cho nó ngoài nó ra thành ngoại nó chứ đấy thì giờ nó ngoài này thành cứ nếu như giả sử như mà nó ngoài lên là mẹ cho đi gì mà nó đi vươn lên cái cong rồi phải nó hớt lên rồi cắt đi rồi nó khỏe thành ngang là đậu quả hơn nhiều chứ thứ hai là đỡ dày nó dày quá đấy thì bác ghé bốn quanh để trẻ những cái cành đi. Khi một cái mình cắt một hai cây nó chưa quen thì cỡ cắt vài ba cây là nó quen rồi mình sẽ tự tin mình cắt hơn. Nó đơn giản. Mình cắt một cây đầu tiên mình chám xong một cây, năm nhớ chám.
Chú nhớ là những cái chỗ này khi mà nó nứt lại cái chồi non á, chú lật bỏ đi nha. Mình không để nó sẽ rợp nữa. Và bây giờ mình xử lý cho nó được nắm rồi vô phân. Bắt đầu nó sẽ cỡ chừng tháng. Dòng phân gì? Phân bây giờ trồng rơi NPK cho nó đi.